Phim Tết Ta là Tết Mẹ hứa hẹn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Thông qua bộ phim Tết Ta là Tết Mẹ, ekip muốn gửi đến thông điệp Tết đoàn viên, dù cho có bận bịu, thành công hay thất bại, buồn đau, khó khăn hay trắc trở với cuộc đời thì gia đình và cha mẹ vẫn là nơi để về, phải về với mỗi chúng ta. Bộ phim Tết Ta là Tết Mẹ gồm 2 tập với thời lượng dài hơn 100 phút xoay quanh gia đình bà Sướng, nghệ sĩ Ngọc Tản với 4 người con: Hạnh nghệ sĩ Hương Tươi, Phúc nghệ sĩ ưu tú Đới Quân, Oai, Jimmy Khánh, Hùng, Hùng Minh. Chồng mất sớm, các con đi làm xa, chỉ còn lại cậu thứ tên Oai, hơn 40 tuổi mà chưa có gia đình, ở lại quê trông nom mẹ. Vẫn như mọi năm, từ ngày bố mất, ba người con Hạnh, Phúc và Hùng thường không quê. Kể cả lễ Tết nên dù sống trong một căn nhà khang trang nhưng bà Sướng lại luôn cảm thấy nỗi buồn nặng trĩu. Những ngày Tết đến xuân về, ông trưởng thôn thay mặt hội người cao tuổi tới chúc thượng thọ bà Sướng. Lúc này, bà chợt nhận ra mình đã ở tuổi 80 tuổi. Tuổi bát thập cổ lai hy làm bà càng thêm buồn bã vì năm nay có lẽ vẫn như mọi năm. Các con lại bận bịu không về. Ai thấy thương mẹ nên gọi điện cho các anh chị em để mong mọi người về quê ăn Tết với mẹ, nhưng mỗi người một lý do, không ai về cả. Cuối cùng, Oai cùng người bạn thân là bất nghệ sĩ Anh Đứ rủ nhau ra thành phố tìm và khuyên các anh chị em. Từ đây lần lượt xảy ra những câu chuyện éo le bi hài xen kẽ khiến nổi bật lên tình thân gia đình. Cuối cùng, sau những vất vả, bon chen của cuộc sống, ba người con của bà Sướng đã trở về mừng thọ mẹ, đón Tết đoàn viên. Đại đại gia đình quây quần cùng nhau làm cơm, chơi những trò chơi dân gian, nấu những món ăn cổ truyền và cùng ngồi trông bánh chưng. Một cái Tết đủ đầy đúng nguyên vẹn của người Việt Nam với đào, quất, mâm cơm ngày Tết được bày biện. Các cháu con của Hùng và Phúc còn tạo bất ngờ khi mang bánh sinh nhật ra để bà thổi nến, tiếng pháo hoa giao thừa. Bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của nam ca sĩ Hùng Min và đạo diễn Đức Thịnh. Chia sẻ về dự án đặc biệt này, Hùng Min cho biết, thú thật là tôi có một ca khúc nhạc Tết đang dang dở và chưa có tâm trạng hoàn thành. Với sự động viên của một người chị thân thiết, tôi đã liên hệ với đạo diễn Đức Thịnh để bày tỏ mong muốn làm một phim ca nhạc Tết. Ban đầu, hai anh em bàn nhau thời lượng phim 10 phút, hát 5 phút nhưng đến giờ sản phẩm hoàn thành là hơn 100 phút rồi. Điều mạo hiểm của sản phẩm này là sự kết hợp với đạo diễn Đức Thịnh. Bởi dù hai anh em chơi với nhau nhiều năm nay nhưng ai cũng có cái tôi rất lớn, quan điểm riêng đôi khi bất đồng. Lúc đầu tôi rất đắn đo vì đây là phim đầu tay nhưng tôi biết khả năng, tài năng của anh Thịnh, vì thế quyết tâm cùng nhau thực hiện đến cùng. Sản phẩm hoàn thành là nỗ lực của hai anh em và ekip suốt một thời gian. Còn đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ, khi được Hùng Min nhờ viết kịch bản và đạo diễn, tôi đã vừa viết vừa chọn diễn viên. Tôi viết đến vai nào là trong đầu nghĩ ngay tới diễn viên sẽ đóng vai đó. Khi viết tới vai bà mẹ, tôi nói phải mời nghệ sĩ Ngọc Tản, nếu được tôi sẽ viết tiếp không lại đổi câu chuyện phim vì tôi biết màu của diễn viên sẽ đi theo hướng nào. Viết tới nhân vật chị gái ngoài 40 tuổi chưa lấy chồng, yêu cuồng nhiệt, tôi nghĩ ngay tới nghệ sĩ Hương Tươi. Rất may, kịch bản tôi viết cho nhân vật nào, khi mời thì hầu hết nhận lời đóng. Một trong những phân cảnh đạo diễn Đức Thịnh tâm đắc nhất là cảnh cuối, trong không khí rộn ràng chúc mừng năm mới, đại gia đình quây quần cùng nhau làm cơm, chơi những trò chơi dân gian, nấu những món ăn cổ truyền, bắn bi, nhảy dây, bịt mắt và cùng ngồi trông bánh chưng. Một cái Tết đủ đầy đúng nguyên vẹn của người Việt Nam với đào, quất, mâm cơm ngày Tết được bày biện. Khi được hỏi về sự trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Hương Tươi chia sẻ cảm thấy hạnh phúc của nghệ sĩ khi nhận được lời mời tham gia phim. Đặc biệt lại là một bộ phim ấm áp tình người trong dịp Tết cổ truyền. Chắc chắn với những điều này không có lý do gì tôi từ chối. Tôi từng làm nhiều phim Tết, nhưng dường như mỗi dự án đều để lại khoảnh khắc xúc động. Phim Tết Ta là Tết Mẹ để lại ấn tượng với tôi khi chỉ quay trong 3 ngày, mỗi ngày chỉ được ngủ 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi. Ngày nào quay xong về đến nhà là 3 giờ rưỡi, ngủ một chút là 5 giờ tổ chức sản xuất đã gọi dậy đi quay tiếp. Nhưng khi xem bản hoàn chỉnh mới thấy công sức mình bỏ ra là thực sự xứng đáng. Trong phim có 2 ca khúc do chính Hùng Min sáng tác và thể hiện là Mẹ, Chúc Mừng Năm Mới. Thông qua bộ phim Tết Ta là Tết Mẹ, ekip muốn gửi đến thông điệp Tết đoàn viên, dù cho có bận bịu, thành công hay thất bại, buồn đau, khó khăn hay trắc trở với cuộc đời thì gia đình và cha mẹ vẫn là nơi để về, phải về với mỗi chúng ta.